Xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Thi Tai Soccer. Mình là Phạm Trọng Thi và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em 5 kỹ thuật mang thương hiệu của Neymar Chia. Neymar là một ngôi sao bóng đá người Brazil và xuất thân anh ấy đã bóng từ nhỏ là bóng đá futsal và bóng đá đường phố, nên anh ấy có những cái đôi chân rất là khéo léo. Nếu anh em tập luyện những động tác của Neymar thì anh em sẽ cải thiện được cái kỹ năng đôi chân của mình. Chúng ta sẽ đến với skill đầu tiên, step over cut. Để làm động tác step over cut, chúng ta sẽ cần hai bước. Bước 1, kéo gầm từ hướng chân thuận sang hướng chân nghịch, đồng thời làm step over outside. Bước 2, chúng ta sẽ sử dụng chân không thuận, cắt bóng ngược lại. 1, 2, rất là đơn giản. Em cần chú ý là khi làm kéo gầm và step over outside thì động tác này rất là nhanh. Rất là nhanh, làm hai động tác đồng thời với nhau cùng lúc. Rồi cũng có thể là không cần phải là kéo gầm mà chỉ là một cái chạm mu cũng được. Bước 1, nó là một cái động tác nhử, hậu vệ về một hướng, và động tác cắt là đi hướng ngược lại, bẻ gãy hậu vệ. Đây là chân phải, còn đây là chân trái. Ok, động tác step over cut. Động tác thứ hai, động tác double step over. Thì để thực hiện động tác double step over này, chúng ta sẽ có 3 bước. Bước 1 là chúng ta sẽ làm step over inside bằng chân không thuận. Bước 2, chúng ta sẽ sử dụng mũi chân thuận đang ở phía đây, chạm cho bóng di chuyển lên một tí. Okay. Bước 3, chúng ta sẽ làm step over inside bằng chân thuận, đẩy bóng đi. Một, hai, ba nha. Một, hai, ba. Lần nữa nha. Một, hai, ba. Rồi, anh em chú ý một điều là nó không giống như double step over thông thường, mà đây là một double step over mang thương hiệu của Neymar. Nó có một cái điểm chạm ở đây. Còn bình thường step double step over bình thường là chỉ có bóng đứng yên như thế này. Lúc mà ta làm bước 1, bước 2 thì nó chậm để cho đối thủ có thể nhìn thấy là chúng ta thực hiện như thế nào. Và cái cuối cùng là cái điểm mà mình bẻ gãy hậu vệ. 1, 2. Lúc này mà dồn qua đây, hậu vệ bám qua đây thì mình sẽ đi hướng double step over. Động tác thứ ba, động tác Neymar hyper jump. Để làm động tác này chỉ có hai bước thôi. Bước nhất làm the jump bằng chân thuận. Bước hai là sử dụng chân không thuận cắt bóng ngược lại. Hai, một, hai. Động tác the jump là động tác nhử hậu vệ đi về một hướng, và động tác cắt là để bẻ gãy hậu vệ. Ha, một, thấy hậu vệ lùn qua cắt hướng ngược lại. Đó chừng. Một, hai. Một, hai. Nếu như bóng đứng yên thế này chúng ta làm được chớp và cắt lại. Còn nếu bóng nguyên kéo ngược về thì nó là đợt trap, kéo gầm phía sau và chúng ta cắt. Neymar hyper jump. Động tác thứ tư, động tác Neymar rocket.
để làm động tác Neymar Rocket thì nó cũng khá tương đồng với Rainbow Blitz. Nhưng mà Rainbow Blitz thì mình sẽ làm hướng dẫn cho một view clip khác. Còn Neymar Rocket nó mang một cái thương hiệu riêng của Neymar. Chúng ta sẽ có hai bước. Bước 1 là sẽ nhảy bóng lên, chạy bóng bằng hai chân. Bóng sẽ nằm ở giữa hai móc cá của hai chân như thế này. Bước 2 là chúng ta sẽ nhảy lên, đồng thời dùng lực của hai đầu gối gấp bóng ngược ra phía trước. Cực kỳ đơn giản, chỉ cần anh em chỉ cần dùng lực của hai khớp gối kéo bóng ra phía trước thôi, bóng sẽ đi ra bên hông mình. Tại mình thuận biết phía bên phải thì sẽ nằm bên phía bên phải như thế này, còn nếu bên trái thì nó sẽ là như thế này. Ok, cố gắng dùng lực để hất bóng cao ra phía trước. Anh em lưu ý ở động tác này nó cực kỳ quan trọng luôn, là một là bóng phải đứng yên như thế này và chờ hậu vệ lao vào tranh cướp bóng. Hai là phải kéo bóng ngược phía sau một tí, mình hơi lùi xíu thì hậu vệ họ mới lao lên, họ tranh cướp bóng với mình, thì lúc đó mình mới làm Neymar Rocket qua đầu hậu vệ được. Chứ còn nếu như mà mình đang dẫn bóng đi song song như thế này mà mình làm Neymar Rocket thì sẽ khó qua được hậu vệ. Hậu vệ đang lùi, nếu mình làm thì cũng không được qua đầu được hậu vệ, phải là kéo bóng lùi. Động tác cuối cùng, động tác Rabona Assist. Để làm động tác Rabona Assist này thì chỉ cần hai bước. Bước 1, kéo bóng bằng gầm chân thuận, từ hướng chân thuận qua hướng chân, đồng thời làm step over inside bằng chân không thuận. Bước 2, chúng ta sẽ sử dụng chân thuận đang ở phía ở đây là một động tác đá Rabona hướng ngược lại. Khi làm động tác Rabona Assist này anh em phải lưu ý một số điểm. Thứ nhất là mình sẽ không bẻ hết người qua bên này mà mình phải giữ nguyên người như thế này. Rồi, cái nữa là khi mà làm động tác Rabona cắt ngược ở phía sau á thì quan trọng nhất là cái chân này phải bẻ ra, rộng ra, mũi chân này phải rộng. Chứ nếu mà để chân thế này sẽ bị dướng ngay phần mắt cá, nên thành ra phải bẻ rộng như thế này. Step over inside, cắt ngược, đổi hướng di chuyển về đây. Động tác Rabona Assist. Step over cut, double step over. Này ba, hai ba chớp. Này mà Rocket and Rabona Assist. Đó là năm tuyệt kỹ cực hay, cực tuyệt vời của Neymar Jr. Nó mang thương hiệu rất đậm đà của Neymar, vì Neymar thực hiện nó thường xuyên trong sân cỏ. Mình nghĩ là những cái động tác này là những cái động tác đã đem cải thiện được cái kỹ năng rê dắt bóng, không chế bóng của bản thân mình. Ok, nếu em thấy video clip này hay thì like cho video này nhé. Và đừng quên subscribe channel YouTube của TV Soccer, sẽ còn rất là nhiều video clip hướng dẫn bóng đá, thử thách bóng đá. Mình là Phạm Thi, xin chào và hẹn gặp lại.